Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay ngày thứ năm ngày 30 tháng 5 năm 2019 và bây giờ là 5 giờ 30 giờ California tức là 7 giờ 30 giờ Houston Texas trân trọng cảm ơn tất cả khán thính giả đã chọn cái channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin và mỗi một ngày trước khi đi vào những cái đề tài mỗi một ngày thì vẫn là phần bảo trợ của những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Trước hết là phần bảo trợ của luật sư Dina Nguyễn, số điện thoại là 714-657-2425, 714-657-2425, luật sư chuyên về luật di trú, luật gia đình và luật thương mại. Nếu quý vị ở các tiểu bang trên 50 tiểu bang ở Hoa Kỳ, quý vị có nhu cầu về luật di trú, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với luật sư Dina Nguyễn. Một lần nữa số điện thoại là 714-657-2425. Và nhớ rằng test cho luật sư trước khi quý vị gọi cho luật sư. Và bên cạnh đó thì còn có sự bảo trợ của công ty Win Financial, công ty tài chánh và thuế vụ. Mùa thuế đã qua nhưng mà nếu quý vị nào là cơ sở thương mại có nhu cầu khai thuế mỗi một tam cá nguyệt, quý vị có thể liên lạc với công ty Win Financial hoặc là quý vị nào muốn mua nhà, mua building, muốn vay tiền mua nhà, mua building hay là quý vị muốn xây dựng tín dụng, chỉnh sửa tín dụng của mình, quý vị có thể liên lạc với công ty Win Financial. Số điện thoại là 7, 714 888 5666 714 888 5666 đó là số điện thoại của Win Financial và còn được sự bảo trợ của bác sĩ Kimberly Hồ. Bác sĩ Kimberly Hồ là một bác sĩ chuyên về da các vị phụ nữ ở tiểu bang xa nếu như mà làm trong những ngành nghề mà có tiếp xúc với hóa chất như ngành salon, ngành nail mà không tự tin hay là không cảm thấy thoải mái với làn da trên gương mặt của mình, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với bác sĩ Kimberly Hồ để bác sĩ có thể cố vấn cho quý vị làm cách nào làn da của mình nó tươi, đẹp và trẻ hơn. Quý vị có thể vào trong trang web của bác sĩ Kimberly Hồ là apuchicare.com, apuchicare.com và khi vào thì các bạn sẽ thấy ở đây là cái trang web của bác sĩ và đó thì các bạn có thể bấm vào cái trên cái trang product thì nó sẽ hiện lên rất nhiều những cái sản phẩm của văn phòng của bác sĩ Kim Hồ và bác sĩ Kim Hồ cũng là phó thị trưởng của thành phố Westminster số điện thoại để quý vị có thể liên lạc là 18883377264 18883377264. Bên cạnh đó chúng tôi còn được sự bảo trợ của nhà hàng Song Long, tọa lạc ngay trên đường buôn Sa giữa trung tâm Lido Sài Gòn và có trên hơn 20 năm, à, nơi tiếp đón của tất nhiệt cả anh em văn nghệ sĩ tại quận Cam. Đây là nơi lý tưởng cho quý vị có thể ăn trưa với gia đình, à, ăn tối với gia đình hoặc là bạn bè. Quý vị có thể ghé vào nhà hàng Sâm Long trên đường Bon xa và số điện thoại là 714 775 3724 714 775 3724. Vào trang giao và đánh chữ Sâm Long Restaurant quý vị sẽ có địa chỉ cũng như số điện thoại và nơi đây quý vị có thể tới ăn thử và nếu như quý vị từ xa về lý đồ sài gòn cũng có thể ghé qua nhà hàng sông long để thưởng thức những món ăn của nhà hàng sông long nhất là mùa hè này đưa gia đình về lý Đô sài gòn thì quý vị có thể ghé qua nhà hàng sông long và đồng thời còn được sự bảo trợ của bác sĩ santa hằng võ dds à, tức là bác sĩ võ thị mỹ hằng bác sĩ chuyên khoa về nha khoa cho cả người lớn lẫn trẻ em nếu trong gia đình mà quý vị muốn chăm sóc cho hàm răng câu các em được khỏe mạnh cứng cáp và mọc đều đặn trắng đẹp thì quý vị có thể giao phó con em của mình cho bác sĩ Sandra Hằng Võ ở địa chỉ là trên đường mặt phê gần góc đường Beach và nếu như quý vị đi từ hướng mặt Nolia lại thì quý vị sẽ bên tay phải là cái hướng vào chợ Thuận Phát bên tay trái là cái văn phòng của bác sĩ nha khoa Sandra Hằng Võ số điện thoại là 7148909090 7148909090 đó là cái địa chỉ của bác sĩ nha khoa centra Hàng Võ và bây giờ thì chúng ta có thể trở lại với lại cái chương trình ngày hôm nay của chúng ta và trước hết là cảm ơn tất cả các bạn bè ở khắp nơi đã chọn cái channel này và như Phong đã nói là trong cái chương trình của Phong thì mỗi một tuần, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài và bây giờ thì chúng ta bước vào cái đề tài đầu tiên ngày hôm nay đề tài đầu tiên ngày hôm nay vẫn là liên quan tới tình hình của hoa kỳ và trung quốc trong cuộc chiến thương mại và công ty huawei có gì lạ okay. bây giờ mình đọc tin trước đi các bạn rồi sau đó chúng ta sẽ có những cái thảo luận sau ở trên đây không có khoảng 3 bốn bản tin mà mình chỉ cần đọc cái tựa thôi bài ở dưới các bạn tự vô đọc để các bạn thấy cái tình hình nó đi tới đâu à, trước hết là câu hỏi đặt ra liệu trung quốc có đủ tiền mặt để mà sống còn trong cuộc chiến mậu dịch với Hoa Kỳ hay không. Ở đây có nhấn mạnh là Trung Quốc đang có cái trữ lượng thẳng dư 3.1 ngàn tỷ, tức là 3.100 tỷ Mỹ Kim à, trong cái à, vấn đề cái quỹ à, reserve của họ, tức là cái quỹ dự trữ của họ. Thì liệu họ survive được hay không nha các bạn. Và cái số tiền này là nó sẽ, nó bắt đầu từ 24 tới 27. Ok, đó là cái à, tự đề thứ nhất. Cái tự đề thứ hai là Công ty Huawei đã mất đi một người khách hàng lớn là Softbank của Nhật Bản đã quay qua chọn sản phẩm của Nokia và Ericsson tại Nhật Bản. Ok. Đây là cái tin thứ hai các bạn thấy. À Softbank đã đã đưa tên của Nokia trong cái chiến lược phát triển cái 5G của họ và Ericsson là một trong những nhà cung cấp về cái hệ thống uh, radio asset cho cái network này. Ok. Và bên cạnh đó, bản tin thứ ba là công ty và Roger ở Canada tức là phó chủ tịch của công ty Roger ở Canada là một công ty viễn thông của Canada đã kêu gọi là ngăn cấm các sản phẩm 5G của Huawei tại Canada đây là cái bản tin của hãng thông tấn Bloomberg ông được xem đây là cái công ty telecom provider tức là cái công ty cung cấp viễn thông được xem là lớn của Canada có tên là Roger Communications và phó chủ tịch của công ty này là Philip Ling đã hôm thứ năm đã cho biết là Công ty này nên bị ngăn cấm phát triển hệ thống 5G ở Canada. Đó là cái bản báo cáo của hãng thông tấn Bloomberg. Rồi kế tiếp. À, cuộc gặp gỡ của Phó Tổng thống Mike Pence và ông uh, uh, Austin Trudeau, thủ tướng của Canada, đã bàn về cái hiệp ước mới của NAFTA, tức là nay là gọi là USMCA. Một cái hiệp ước thương mại mới mà trong cái hiệp ước thương mại này, họ lại nhắm vào Trung Quốc. Ok các bạn, trong cái hiệp ước thương mại này và MyPen cũng cam kết rằng là sẽ đấu tranh cận lực để mà buộc Trung Quốc phải trả tự do cho những công dân của Canada. Ở đây thì các bạn thấy đây là các bản tin liên quan tới thời sự ngày hôm nay và tất cả đều nhắm vào Trung Quốc và công ty Huawei. Thứ nhất câu hỏi đặt ra là bây giờ Trung Quốc đã từ cái thẳng dư của họ 3.100 tỷ Mỹ Kim liệu họ sờ vai nổi với lại cái cuộc chiến mậu dịch này hay không bài nhận định ở trên tờ South China Morning Post ngày hôm nay Ok các bạn rất đơn giản <laughs> rất đơn giản Ok là Trung Quốc cố gắng giữ cái quỹ dự trữ này mức lên xuống dù có thụt ra thì Trung Quốc cũng kiếm cách lấy trở vào để bù vào cái ngân sách và giữ cái quỹ dự trữ này đề phòng khi mà họ bị bên out tiền tức là họ bị hết tiền nhưng mà với cái xu thế mậu dịch sắp tới của Hoa Kỳ thì không phải đánh vào cái túi tiền của Trung Quốc. Hết tiền thì Trung Quốc khó làm việc. Nhưng muốn cho Trung Quốc cạn tiền thì cũng khó lắm. Lý do tại sao? Đơn giản là Trung Quốc trên cái luật của họ bây giờ là họ nghiêm cấm công dân của họ là rút tối, không rút được quá số tiền. Tức là tối đa trong ngân hàng của họ tại nội địa thôi, không nói gửi ra nước ngoài. Họ chỉ rút được tối đa là 50.000 Mỹ Kim một năm. Tiền trong ngân hàng của họ đó các bạn. Họ chỉ được phép rút tối đa là 50.000 Mỹ Kim thôi. Trong một năm. Thì làm sao có thể rút tiền ra để mà thoát ra được. là cái này để giải thích cho các bạn biết. Những tỷ phú ở Trung Quốc hay là những đại gia ở Trung Quốc bề mặt thì có tiền. Nhưng mà trên quy tắc họ không rút tiền ra được. Đó là luật của Trung Quốc. Ok. Luật của Trung Quốc không cho phép công dân của họ được phép rút quá con số tiền này trong một năm do đó họ dùng cái cách này để họ giữ ngoại tệ. Đây là cách mà Trung Quốc đã làm để giữ ngoại tệ. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là Trung Quốc nhờ cái xuất cảng để thu ngoại tệ và mức xuất cảng của họ được xem là lớn nhất thế giới. Họ xuất cảng và tất cả nhờ cái mặt hàng giá rẻ. Họ xuất cảng ra cả thế giới và mỗi một năm cái tiền thu về nhờ cái lượng xuất cảng của họ không phải là ít. Do đó bây giờ họ có tốn tiền cho thị trường chứng khoán bỏ tiền bơm vô thị trường chứng khoán bỏ tiền bơm vô ngành quốc phòng rồi họ cũng sẽ lấp đầy lại cái ngân khoản này bằng những cái tiền thu đó và bây giờ họ đang còn siết chặt ngoại tệ nữa tức là tiền chuyển ngân ra nước ngoài bây giờ đã bị siết chặt ở trung quốc luôn đây là cái phương cách mà trung quốc sử dụng để có thể ứng chiến trong cuộc chiến lâu dài với hoa kỳ về mậu dịch do đó nếu mà các bạn nghĩ tới cái phương pháp mà làm cho Trung Quốc bị ho ra máu, à, cạn máu, rồi cuối cùng bị sập kinh nền kinh tế thì cái đó các bạn hơi vọng tưởng rồi. Tại vì dùng tiền mà đánh với Trung Quốc giờ phút này nó không phải là cái phương pháp tốt. Tăng thuế là gây khó khăn cho ngành nhất, xuất cảng của họ và à, Tổng thống Trump có thể thu thêm tiền thuế đúng cả trăm tỷ. Nhưng để cho Trung Quốc gọi là cạn máu thì nó không phải là điều dễ dàng. Tại vì mỗi một năm cái lượng mà mỗi một ngày cái lượng chuyển ngân vào Trung Quốc nó khủng khiếp lắm các bạn. Và cái tiền mà xì ra đó nó lại nhỏ giọt. Do đó Trung Quốc có một cái trữ lượng ngoại tệ khổng lồ so với tất cả các quốc gia trên thế giới kể cả Hoa Kỳ. Cái trữ lượng mà chứa đô la của Trung Quốc nó khủng khiếp lắm. Nha các bạn, nó khủng khiếp lắm. Và đương nhiên họ chưa tới cái mức gọi là tung tiền ra để mà khuynh đảo cái đồng đô la nhưng mà nó sẽ gây ảnh hưởng một phần do đó cái cách mà buộc Trung Quốc phải ngồi vào bàn đàm phán hoặc là phải cho Trung Quốc giới hạn lại cái sự phát triển một cách vô tội vạ của mình không phải là dùng tiền đánh tiền giống như các bạn nghĩ đánh cho thị trường chứng khoán nó sập nó tốn tiền là nó hết tiền là nó thua thì cái này cái suy nghĩ của các bạn nhưng mà trên cái bài phân tích ở trên tờ sao cho năm họ cho thấy rất rõ ràng cái lưu lượng tiền luân chuyển từ ngoài vào Trung Quốc mỗi một ngày. Nó là con số khủng khiếp. Và Trung Quốc vẫn giữ cái mức quân bình của cái quỹ dự trữ của họ là 3.100 tỷ. <laughs> so với trước đó năm 2014, nó chỉ có 1.000 tỷ thôi. Bây giờ cái quỹ dự trữ đó là 3.100 tỷ. Và khi mà họ xài ra một cái gì đó, thì họ tìm cách họ hút tiền vô trở lại. Bằng những cái lượng xuất cản, bằng những cái tiền mà người ta ký gửi vào ngân hàng tức là ở trong ở ở bên Trung Quốc mà các bạn ký gửi vào ngân hàng lúc ký gửi thì bao nhiêu cũng được hết nhưng mà lúc rút ra thì mỗi ngày mỗi một năm chỉ được 50 ngàn bây giờ các bạn bỏ một triệu đô la vô thì các bạn biết rằng các bạn không thể trong một ngày hay là trong một tuần lễ các bạn có thể rút được một triệu đô la này mà tối đa các bạn chỉ được 50 ngàn một năm đây là cái luật của Trung Quốc vì vậy họ giữ cái lữ, trữ lượng này rất là nhiều do đó cái cách mà làm cho Trung Quốc bị uh, nặng nề nhất là cuộc chiến tranh về kỹ thuật Tại vì ở cuộc chiến này, Trung Quốc không có nền móng, không có căn bản. Tức là Hoa Kỳ sẽ siết chặt, tất cả những cái công ty kỹ thuật của Trung Quốc sẽ khó nhập hàng vào Hoa Kỳ. Ngược lại, Hoa Kỳ lại có thể ngăn cấm một số những công ty kỹ thuật của Hoa Kỳ cung cấp cái dịch vụ của họ cho các công ty bên Trung Quốc hoặc là cho chính quyền Bắc Kinh ở bên đó. Thì cuộc chiến này, thì cuộc chiến mà Trung Quốc rất sợ hãi. Tại vì họ thiếu nền tảng về kỹ thuật. Xưa nay khi mà họ phát triển kinh tế thì họ muốn gọi là đốt giai đoạn đi thật nhanh. Do đó họ bỏ qua cái phần sáng tạo nó mất quá nhiều thời gian và nó mất qua mấy thế hệ thì mới bắt đầu có cái sự sáng tạo về kỹ thuật. Và hơn nữa cái chế độ kiểm duyệt của Trung Quốc nó cũng giới hạn một phần nào cái sự sáng tạo của người dân Trung Quốc. Và do đó họ muốn đi con đường nhanh nhất là cứ lấy cái sẵn trên thị trường rồi phát triển nó ra là thành công. Giống như các bạn nghĩ đi à, Tôi lấy một cái ví dụ đơn giản thôi Một cái món french fry Tức là cái món khoai tây chiên Từ lúc mà các bạn lấy về Các bạn bào cái cái vỏ khoai tây ra Rửa sạch rồi cắt mỏng nó ra Rồi à, mua dầu về đốt lò Đưa nó lên Nó mất thời gian lắm Rồi lúc đó các bạn mới sắt cái miếng khoai tây Theo ý của mình Thì các bạn bỏ vào các bạn chiên là Nó cũng mất thời gian lắm Trong khi một người khác họ cũng bán một cái gì rồi các bạn bán ra một cái dĩa khoai tây độ khoảng 3 đồng 5 đồng trong khi một người khác họ đi thẳng vào trong chợ họ mua một cái bịch khoai tây chiên mà chiên sẵn mà để trong freezer tức là để trong tủ lạnh về cái họ chỉ cần đổ ra họ thảy vô cái lò dầu chút xíu 3 phút là xong rồi là họ ra họ có một cái dĩa họ cũng bán khoảng 3 đồng tới 5 đồng ngon dở tính sau nhưng mà bây giờ tôi có cái phương pháp đó là nhanh nhất thì đây là cách Trung Quốc phát triển kinh tế tức là lấy những đồ có sẵn của người ta ở trên thị trường rồi á mua đi bán lại trước. Cho nên họ phát triển kinh tế nhanh, họ đốt được giai đoạn. Trong khi những quốc gia khác, Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Hoa Kỳ, Đức là họ phải trội họ cái họ có được cái ngày hôm nay là họ trải trải qua mấy chục năm nghiên cứu, tiếp tục sáng tạo, đào tạo giáo dục từ thế hệ này qua thế hệ khác. Họ mới đào tạo được cái những cái thế hệ kế tiếp có cái sự sáng tạo mạnh mẽ. Để làm cái nền tảng phát triển xã hội Còn ở Trung Quốc thì nó không thi đi theo cái phương thức này Mà nó đi theo cái phương thức đốt giai đoạn Do đó Nó không cần cái người dân của nó sáng tạo Nó chỉ cần Ô à, bộ kể nó Qua điêu với nó mua Đưa nó vài trăm triệu Mua cái bản quyền về là mình Lấy đó mình phát hành thôi Mình à, chế, Mình dựa theo cái bản quyền đó Mình mua về xong rồi mình sáng tạo ra Mình không phải sáng tạo ra Mà mình chế Mình à, theo cái thiết kế đó Mình sản xuất thôi rồi mình bán lại giá rẻ hơn Nguyên liệu mình rẻ hơn nó mà Cái cách của Trung Quốc xưa nay là như vậy Cái cách của Trung Quốc phát triển kinh tế là cái kiểu này Một là đi ăn cắp Hai là tìm cách ép buộc chuyển giao kỹ thuật Ba là tìm cách mua bản quyền phát minh Để khai thác một khoảng thời gian trong thị trường của Trung Quốc Để họ phát triển kinh tế Rồi từ đó họ bùng phát ra bên ngoài Do đó đây là cái cách phát triển kinh tế của Trung Quốc Và họ thẳng dư tiền bạc nhưng cái nền tảng về kỹ thuật họ không có. Cho tới bây giờ Tổng thống Trump bắt đầu thúc đẩy cuộc chiến mậu dịch. Và từ chiêu cuộc chiến mậu dịch này tới ngày hôm nay nó bẻ lái qua cuộc chiến về kỹ thuật. Tức là Tech War. Not the trade war Mà là Tech War. Tức là cuộc chiến về kỹ thuật. Và khi nó bẻ lái qua cuộc chiến về kỹ thuật thì ông Trump nhìn được cái solution. Ông nhìn được cái giải pháp trói buộc Trung Quốc. Và cái giải pháp trói buộc Trung Quốc là cái giải pháp nào? chính là cái việc mà họ không sở hữu bản quyền trí tuệ. Họ đi vay mượn bản quyền trí tuệ, họ đi vay mượn kỹ thuật của những quốc gia khác. Và ông Trump đã dùng cái chiến thuật mới này để bắt đầu áp dụng và cái công ty đầu tiên ông nhắm vào là công ty Huawei. Là công ty mà ông dùng để test the water, thử lửa. Nếu cái xác lệnh mình ra, bao nhiêu công ty Hoa Kỳ sẽ khiếu nại mình? Bao nhiêu công ty Hoa Kỳ sẽ bị thiệt hại trong cái uh, cuộc thử lửa này riêng với một công ty Huawei mà thôi và bao nhiêu công ty sẽ đúc đơn kiện ngược lại chính phủ của mình vì mình đã uh, cố uh, đưa ra những cái luật mà gây thiệt hại cho họ vân vân ông Trump thấy cục đá thử lửa ra và thấy cái cục đá dò đường ra thì rõ ràng những công ty lớn nhất của Hoa Kỳ ngay lập tức tuân thủ cái sắc lệnh của Tổng thống Trump ngay không có khiếu nại Ngoài trừ cái vấn đề đạo đức thương mại như là Google họ đồng ý tuân thủ tất cả những cái điều kiện của phía bộ thương mại đưa ra nhưng họ nói về mặt đạo đức của thương nghiệp chúng tôi có trách nhiệm phải cho khách hàng chúng tôi 3 tháng để họ tìm một cái khác thay thế cho cái sản phẩm của chúng tôi không thể cắt họ ngay lập tức được đây là cái đạo đức thương nghiệp thì phía tổng thống trump thấy mấy sen đó là cái quy tắc hàng đầu của nước Mỹ về thương nghiệp. Do đó, ông đồng ý và Bộ Thương mại đồng ý cho Google cái thời gian tới ngày 19 tây tháng 8. Và công ty Huawei có đến thời gian đó để tìm một cái hệ thống vận hành khác thay thế cho cái Android của của Google. Thì các bạn thấy, thì ông Trump mới thảy một cục đá thử lửa ra để đo lường tất cả các công ty của Hoa Kỳ và đo lường luôn cả phản ứng phía Trung Quốc đương nhiên cái chuyện mà họ kích động cái tinh thần dân tộc lên là chuyện không thể uh, tránh khỏi tức là ô mình là người Trung Quốc mình phải dùng hàng Trung Quốc đại khái như vậy tẩy chay Apple tẩy chay mấy cái uh, McDonald với lại mấy cái uh, uh, mấy cái uh, Starbucks hay là Coca-Cola vân vân đây là cách mà Trung Quốc phản ứng nhưng ông Trump không quan tâm mấy chuyện này cái ông đang quan tâm nhất là cái phản ứng của cộng đồng quốc tế và dân chúng Hoa Kỳ, đặc biệt là các công ty lớn nhất của Hoa Kỳ. Từ Apple, IBM, Google cho tới uh, Qualcomm, Cisco System, Intel. Những công ty này là những công ty phải nói rằng là họ dẫn đầu cái ngành kỹ thuật ở Hoa Kỳ. Những công ty này có khiếu nại hay không? Và cái mức đo lượng, cái quan hệ của họ tại Trung Quốc tới mức độ nào? Có tới mức độ họ phải phản ứng với chính quyền của ông chưa? hay là cái cái mức độ nó chỉ vừa phải họ có thể rút tay mà không bị ảnh hưởng nhiều do đó cái việc mà ban lệnh cấm các thiết bị của Huawei vào Hoa Kỳ và ngăn cấm các công ty của Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ cho Trung Quốc nó chỉ là cục đá thực nó chỉ là cục đá do được của ông Trump trước khi ông đưa cái biện pháp mạnh mẽ hơn bởi vì ông thấy rõ đánh bằng tiền nó vừa hao tâm tổn lực mà chưa chắc kết quả được như ý và Trung Quốc cũng có cái phương pháp để giữ được cái nguồn dự trữ ngoại tệ của họ để có cuộc chiến lâu dài với Hoa Kỳ về kinh tế. Và bây giờ các bạn thấy nó phơi bày rất rõ, họ đang dự trữ khoảng 3.000 3.100 tỷ Mỹ kim tiền trong cái quỹ dự trữ ngoại tệ của họ. Do đó, đánh về cái hướng này đường dài, ông Trump không có thời gian vì ông phải tranh cử lại năm 2020. Ông không có thời gian để mà đánh đường dài về mặt kinh tế. Ông tăng thuế lên mục đích. Thì ông nói rất là rõ ràng là ông thâu thêm 100, triệu, tiền 100 tỷ tiền thuế. Lấy tiền thuế đó bù cho những nông gia của Hoa Kỳ, những người bị thiệt hại về cuộc chiến mậu dịch. Lấy tiền đó bù cho những công ty bị thiệt hại về cuộc chiến mậu dịch. Thì đó là cái phương pháp mà ông dùng để mà bảo vệ cho các công ty của Hoa Kỳ và các ngành nghề tại Hoa Kỳ trong giai đoạn này mà thôi cái mục tiêu chính của ông là buộc Trung Quốc phải ngồi vào bàn đàm phán hoặc là họ sẽ bế tắc trong cái vấn đề phát triển kinh tế. Mà cái cuộc chiến Tech War, tức là cuộc chiến về kỹ thuật, nó bùng nổ ngay lúc này là nó là cái giải pháp mà ông nhìn thấy được và ông thử hôi quay, ông đã thấy thành công. Nhiều công ty trên thế giới đã bắt đầu chạy theo. Các bạn thấy SoftBank ở bên Nhật đã tuyên bố từ chối và chọn Nokia. Chọn Nokia. <cười> <cười> Xin lỗi quý vị chọn Nokia, chọn Norison để phát triển cái hệ thống 5G. Rồi các bạn thấy ngay ngày hôm nay bên Canada, một trong những vị quyền lực nhất của cái công ty Roger Communication là một trong những công ty cung cấp viễn thông lớn nhất ở Canada cũng đã lên tiếng yêu cầu cấm thiết bị của Huawei và cấm Huawei phát triển 5G tại Canada. Thì rõ ràng cái phản ứng sau hơn một tuần lễ, ông Trump đưa ra cái quyết định này thì nó đã tạo ra một cái là không đến nỗi tiêu cực nhau ông nghĩ. Tức là ông không bị phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Ông không bị phản ứng mạnh mẽ của tất cả các công ty ở Hoa Kỳ. Mà ngược lại họ tuân thủ cho tới khi ông có cái notice mới. Tức là trong khi ông có cái thông báo mới. Nhưng mà trong giai đoạn này, những công ty đó họ tuân thủ ngay. Thì đây là cái hướng tốt. Vậy thì cái bước kế tiếp mà ông gia tăng cái áp lực với Trung Quốc sẽ là về kỹ thuật, tức là ông sẽ ngăn cấm các công ty của Hoa Kỳ từ Microsoft, Apple cho tới Google, cho tới à, IBM hay là Qualcomm, tất cả, ngưng toàn bộ dịch vụ của họ với Trung Quốc. Ông sẽ đi cái hướng này, tại vì hướng này sẽ khiến cho Trung Quốc loạn ngay và buộc lòng họ phải ngồi xuống bàn đàm phán và không cần một cuộc chiến lâu dài về kinh tế. Nó gây tổn thất cho cả hai phía. Nó gây tổn thất cho cả, cho Trung Quốc là nạn. Nhưng mà cho Hoa Kỳ cũng bị tổn thất chứ các bạn. Mặc dù ông tuyên bố tôi lấy tiền thuế đó, tôi tài trợ cho những công ty và những người nào bị thiệt hại về kinh tế trong cuộc chiến kinh tế này. 100 tỷ ông thâu vào, ông trích 116 tỷ ông đưa cho giới nông gia. Và mấy chục tỷ còn lại ông sẽ tài trợ cho những công ty nào bị thiệt hại về vấn đề kinh tế khi mà có cuộc chiến mậu dịch với trung quốc điều này là ông chỉ nói <laughs> cho thấy rõ thôi nhưng mà cái chính cái chính là ông buộc trung quốc phải ngồi vào bàn đàm phán và một là ngồi vào bàn đàm phán còn hai là họ sẽ đối diện với sự bế tắc hoàn toàn và cái cách duy nhất là cuộc chiến về kỹ thuật chứ không phải cuộc chiến về mậu dịch tức là bây giờ Huawei nói ô tôi đã dùng hon mang để thay thế cho Android rồi no problem vậy thì kế tiếp Microsoft ngưng tất cả các dịch vụ của họ tại Trung Quốc thì sao Windows đâu mà mở cửa đúng vậy các bạn Windows đâu mà mở cái cửa này mở cái cửa máy computer rồi tới IBM rồi tới Apple mà hệ thống OS của Apple ngưng cung cấp luôn tức là mở máy lên nó đòi update bây giờ không biết update ở đâu hết không có cho update nó ngưng toàn bộ luôn thì các bạn thấy lần này lần này câu chuyện nó đã chuyển sang một cái hướng cuộc chiến về kỹ thuật mà trung quốc là cái yếu điểm nhất của trung quốc tại vì trung quốc kỹ thuật của họ toàn bộ đi vay mượn họ không có sự sáng tạo họ không có sự sáng tạo toàn bộ đi vay mượn và khi ông triệt buộc như vậy thì coi như là những công ty nào ở trung quốc mà sử dụng tất cả những cái phần mềm nhu liệu của Hoa Kỳ, sử dụng những cái hệ thống vận hành của Hoa Kỳ là coi như chấm dứt sự nghiệp. Không thể vận hành được. Rồi các bạn nghĩ đi. Ở bên Trung Quốc á, họ tính tiền, họ là tính kế toán bằng cái gì các bạn? Có phải bằng Excel không? Excel của Microsoft không? Bây giờ ai cũng dùng Excel hết. Để mà giúp mình làm con tính con toán trong ngành kế toán. Bây giờ Microsoft ngưng lại một cái. Lấy gì tính đây? cầm máy tính ra bấm cầm máy tính ra từng cái một đi lại cái thời nguyên thủy chứ bây giờ đâu có dùng được nữa nguyên đồ mở không được thì làm sao đây là một trong những cái mà tôi nói là rất lợi hại của ông Trump ông đã chọn đúng cái phương pháp và đúng cái hướng giải quyết mà buộc Trung Quốc phải lật đật ngồi vào bàn làm phán không còn cửa nào khác tại vì cuộc chiến kinh tế Trung Quốc thì họ còn mạnh miệng tại vì họ dựa vào cái à, uh, uh, họ dựa vào cái cái quyển dự trữ của họ còn thẳng dư nhiều và họ tiếp tục siết chặt cái tiền ngoại tệ lại để đề phòng cho cái cuộc chiến mậu dịch kéo dài nhưng lần này ông Trump đi cái hướng này ông đã thử nghiệm với Huawei và đã thành công thì điều này không ai cản được ông Trump sẽ đi tới cái bước kế tiếp là sẽ ban hành sắc luật kêu gọi các công ty Hoa Kỳ ngưng lại việc giao dịch với Trung Quốc các công ty Hoa Kỳ mà ngưng giao dịch hay các ngân hàng của Hoa Kỳ mà ngưng giao dịch thì các các bạn nghĩ là cả nền kinh tế của Trung Quốc như thế nào? Cả xã hội Trung Quốc như thế nào? Bây giờ trong cái giai đoạn này làm sao có khả năng kiếm cái gì để thay thế? Kiếm cái gì thay thế Windows, kiếm cái gì thay thế OS của Apple đây? Các bạn thấy rõ chưa? Đây là cái cái ngã rẽ của cuộc chiến. Nhưng ngã rẽ này lại mở ra một cái giải pháp lớn cho ông Trump buộc Trung Quốc phải thi hành cái uh, những gì Hoa Kỳ đòi hỏi. Còn nếu không, cánh cửa đóng lại. Mà khi đóng lại rồi, thì coi như Trung Quốc tàn mạng. Tại vì cuộc chiến kinh tế giống như tôi nói, họ có thể cân được 12 tháng, rồi sau 12 tháng họ cân được tiếp. Mặc dù họ bước vào suy thoái kinh tế, nhưng mà cái số tiền thẳng dư của họ khá nhiều, 3.100 tỷ, không phải con số ít và đó là cái trữ lượng ngoại tệ của họ và họ tiếp tục thâu vào có chi ra đi nữa có mua có bơm vào thị trường chứng khoán đi nữa thì rồi cái họ cũng có ngõ khác họ lấy họ lắp lại lỗ này do đó cuộc chiến kinh tế nó chỉ làm cho trung quốc xây à, sẩm thôi chứ chưa khiến họ cho họ gục cuộc chiến kỹ thuật mới là cuộc chiến tâm điểm khiến cho họ phải gục ngã tại vì đây là cái điều mà họ thiếu nhất và đây là mới chính là cái tử quyệt của họ tử quyệt của họ là yếu kém về kỹ thuật vay mượn kỹ thuật của nước khác đây mới là yếu điểm của trung quốc chứ yếu điểm của trung quốc không phải nền kinh tế không phải nền kinh tế và không phải những cái vấn đề khác mà chính là kỹ thuật tại vì nó ảnh hưởng cả dân sự lẫn quân sự bây giờ cái hệ thống quân sự của trung quốc sử dụng những cái phần mềm nào sử dụng những cái gì các bạn điều khiển bằng cái gì bằng tay hay là bằng bằng nhu liệu mà bằng nhu liệu đó từ đâu ra hạt que nào uh, support Ok? Các que là sở hữu bản quyền của Hoa Kỳ hết. Và ngưng cung cấp thì có nghĩa là Trung Quốc khó mà sản xuất được. Và đây chính là cái cửa tự của Trung Quốc. Và đó cũng là mục tiêu mà ông Trump đánh vào cuộc chiến mậu dịch. Vì nó thanh toán mặt trận rất nhanh, có thể hoàn tất trước cái cuộc bầu cử năm 2020. Nó không cần kéo dài để cho đảng Dân Chủ kêu ca và bắt đầu tấn công lại ngược lại ông Trump. Kỹ thuật sẽ là cái mặt trận mà Trung Quốc sẽ chết với ông Trump. Và đó là câu chuyện đầu tiên trong ngày hôm nay. Một lát nữa Phong sẽ trở lại với cái đề tài thứ hai. Và trong cái đề tài thứ hai này thì chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện về tình hình giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và lần này tới phiên Hoa Kỳ trở thành quốc gia bị chỉ trích vì đã không làm đủ vai trò trong cái hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc. Chúng ta trở lại trong vòng 3 phút. Xin các bạn đừng rời khỏi làn sóng phát hình và phát thanh của Phong. Phong trở lại ngay.